chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Thông điệp hôm nay dành cho bạn, Chúa đang nói với bạn rằng thắng lợi sẽ đến với gia đình của bạn. Thắng lợi sẽ đến với tài chính của bạn. Thắng lợi sẽ đến với sức khỏe của bạn. Bạn khỏe mạnh và được ban phước. Bạn thịnh vượng, thành công và được yêu thương. Bạn đang trưởng thành và đang chiến thắng. Hãy mong đợi những tin tốt đẹp hôm nay. Hãy mong đợi những cơ hội mới hôm nay. Hãy mong đợi những điều chữa lành hôm nay. Hãy mong đợi những đột phá hôm nay. Tôi tuyên bố rằng Chúa sẽ mở ra con đường cho bạn NGAI bây giờ. Hãy nhấn vào nút thích nếu bạn tin Chúa. 3 tháng tới sẽ định hình cho bạn trong năm tiếp theo. Chúa nói, mọi thứ đang đến với nhau. Bất kể mục tiêu của bạn cho tuần này là gì, tôi tuyên bố rằng thành công sẽ thuộc về bạn. Bất kể những trận đánh mà bạn đang chiến đấu, tôi tuyên bố rằng thắng lợi sẽ thuộc về bạn. Bất kể những thách thức mà bạn đang đối mặt, tôi tuyên bố rằng bạn sẽ vượt qua chúng. Tuần của bạn sẽ tích cực, thay đổi cuộc đời và thành công. Trong danh Chúa Jesus, Amen. Nếu bạn đang tìm kiếm sự đảm bảo vào tối nay, đây là điều đó. Bạn sẽ ổn thôi. Những phúc lành đang đến với bạn. Chúa tự hào vì bạn đã kiên cường. Chúa đang nói với bạn vào tối nay. Thiên thần đã được chỉ định cho bạn. Phép lạ sẽ đến với bạn. Sức khỏe sẽ được phục hồi. Điều tốt đẹp đang đến với bạn. Hãy nhập 333 để nhận lấy điều đó. Chúa đang nói với bạn. Đừng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bất kể tình hình như thế nào, bạn sẽ vượt qua được. Tôi biết bạn đang lo lắng về tài chính, sức khỏe và gia đình của bạn. Hãy nhớ rằng tôi luôn làm việc vì lợi ích của bạn. Tôi sẽ ban cho bạn hôm nay bình an, sức khỏe và thắng lợi nếu bạn không từ bỏ. Tôi sẽ đem đến một điều tuyệt vời từ tình huống xấu xa này. Hãy sẵn sàng cho những phước lành của bạn. Chúa đang nói với bạn hôm nay. Tôi có một kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của bạn. Kế hoạch để phát đạt bạn. Kế hoạch để chữa lành bạn. Kế hoạch để giúp bạn vượt qua tình huống căng thẳng đó. Bạn sắp bước vào tất cả những gì bạn đã chờ đợi và cầu nguyện cho. Những ngày tối tăm của bạn đang kết thúc. Đừng mất hy vọng. Đừng từ bỏ. Kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện. Hãy nhập 1010 để nhận lấy điều đó. Tháng này, Chúa sẽ mang đến cho bạn những phước lành vô tận, nụ cười rộn ràng, những bước tiến mới và những cơ hội lớn hơn về mặt tài chính và sự nghiệp. Chúa đang nói với bạn hôm nay rằng bạn cần chuẩn bị sẵn sàng. Vị trí hiện tại của bạn không phải là vĩnh viễn. Phước lành và những bước tiến mới sẽ đến với bạn. Tôi sẽ nâng cao bạn vượt xa mức lương của bạn. Tôi sẽ ban phước cho bạn ngoài thu nhập bình thường của bạn. Tôi sẽ thay đổi đột ngột mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Những tình huống căng thẳng sẽ kết thúc với một cách yên bình và hài lòng. Chúa sẽ cử đến cho bạn sự giúp đỡ tài chính, phước lành thay đổi cuộc đời và những phép lạ. Lời cầu nguyện hôm nay, Chúa ơi hãy làm chúng con tốt hơn. Thái độ của tôi, cách tiếp cận, tư duy và phản ứng của tôi. Trong danh Giêsu, Amen. Nhập 333 để nhận được điều đó. Chúa đang biến những lời cầu nguyện riêng tư của bạn thành những phép lạ công khai. Chúa nói với bạn hôm nay, tôi sẽ loại bỏ mọi lo âu, nỗi sợ, căng thẳng và đau đớn khỏi bạn và lấp đầy bạn bằng bình an, tình yêu,
sức khỏe và phước lành của tôi. Chúa đang nói với ai đó hôm nay rằng tôi sẽ không bỏ bạn. Dù cho có điều gì xảy ra, bạn vẫn không đơn độc. Chúa đang bao quanh bạn hôm nay. Chúa đã nghe lời cầu nguyện của bạn và Ngài sẽ khiến bạn ngạc nhiên với một bước tiến TRONG tuần này. Chúa nói với bạn hôm nay, mọi núi đá và mọi pháo đài chắn đường tiến trình và giấc mơ của bạn đều bị loại bỏ ngay bây giờ. Hy vọng của bạn sẽ được phục hồi. Mong đợi của bạn sẽ được đáp ứng. Phước lành và phép lạ sẽ đến với cuộc đời bạn. Nhập Amen để xác nhận. Đừng bao giờ từ bỏ. Quỷ không thể đánh bại bạn tháng trước và sẽ không thể làm được điều đó tháng này. Bạn đã chiến thắng. Bạn là người vượt qua mọi khó khăn. Bạn là người chiến thắng hơn cả. Thiên Chúa đang chuẩn bị bạn cho những điều lớn lao hơn, cơ hội lớn hơn, sức khỏe tốt hơn, tình trạng tâm lý ổn định hơn, phúc lợi lớn hơn, tài chính tốt hơn. Nếu bạn cần được động viên hôm nay, đây chính là động lực đó. Bạn sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ được cải thiện. Những phúc lợi đang đến với bạn. Sức khỏe đang đến với bạn. Sự thăng tiến tài chính đang đến với bạn. Bạn chỉ cần tin vào Thiên Chúa, người đang giúp bạn, người rất tự hào về bạn vì bạn đã vượt qua mọi khó khăn. Hãy nhìn lên đêm nay. Nếu bạn cần giúp đỡ, Thiên Chúa sẽ giúp bạn. Người đang làm một điều mới trong cuộc đời bạn. Người đang loại bỏ những người sai khỏi cuộc đời bạn và sắp xếp lại mọi thứ để đưa bạn đến những điều tốt đẹp và lớn lao hơn. Hãy ngừng khóc vì những mất mát và thất vọng. Bạn cần tập trung năng lượng vào những điều mới mà Thiên Chúa đang sinh ra trong cuộc đời bạn. Hãy tin vào những gì người đang làm. Mọi thứ sẽ kết thúc thuận lợi cho bạn. Tôi tuyên bố lời nguyền đã bị phá vỡ. Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện và tài chính của bạn sẽ bắt đầu tăng trưởng. Thiên Chúa đang nói với bạn hôm nay, đó là mùa thắng lợi của bạn. Không còn thất bại, không còn nợ nần và không còn thất vọng nữa. Thiên Chúa đang nói với bạn hôm nay, bạn đang bước vào một mùa mới, mọi thứ sẽ bắt đầu thuận lợi với bạn. Đã đến lúc rồi, bạn đã học đủ rồi, bạn đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Bạn đã tin vào tôi ngay cả khi đó là rất khó khăn. Bạn không bao giờ từ bỏ, bạn đã cố gắng và cầu nguyện qua tất cả. Bây giờ đến lúc để bạn nhận được sự ưu ái và phúc lợi của tôi một cách lớn lao. Cuộc đời của bạn sẽ thay đổi tích cực, tìm kiếm những tin tức tốt đẹp sắp đến với bạn. Trong ngày hôm nay, Chúa đã dành lời động viên đến với bạn. Hãy mong đợi những tin vui. Hãy mong đợi sự thay đổi phi thường. Đây là mùa của bạn để nhận được phúc lành và sự ưu ái. Bạn sẽ được thông báo rằng điều gì đó tuyệt vời đã làm việc để giúp bạn trong tuần này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một điều tốt đẹp đang đến với bạn. Tôi xin cầu nguyện cho bạn và gia đình của bạn. Đây sẽ là một tuần sản xuất đầy hiệu quả trong danh giá của Chúa. Bạn sẽ được bảo vệ, thành công trong những nỗ lực của mình và bạn sẽ có được sự bình an tuyệt vời. Những ngày sắp tới sẽ đem lại sự ưu ái, sự đột phá, những phúc lành, chiến thắng và niềm vui lớn. Hãy lặp lại sau tôi. Tôi được phước lành. Tôi được chữa lành. Tôi được ưu ái. Mọi thứ tôi chạm vào hôm nay sẽ thịnh vượng. Chúa sẽ mở đường cho tôi. Chúa đã nói với bạn hôm nay, tôi đã biết mọi thứ về những gì, khi nào, ở đâu, tại sao và làm thế nào. Bạn có thể yên tâm biết rằng mọi thứ đã được giải quyết. Cầu nguyện, Chúa ơi, hôm nay tôi xin cầu nguyện rằng Chúa sẽ ngăn chặn những vấn đề, ban phước lành cho chúng tôi được ưu ái và được bảo vệ. Amen. Chúa đang nói với bạn hôm nay, bạn sắp nhận được một phước lành sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Hãy gõ Amen nếu bạn đồng ý. Tôi tuyên bố rằng, điều gì đó bạn đã cầu nguyện đang đến gần bạn hơn. Hãy chuẩn bị và bắt đầu sẵn sàng, vì Chúa sẽ đưa chìa khóa vào tay bạn. Một điều tốt đẹp sẽ đến với bạn hôm nay. Sự chữa lành sẽ xảy ra. Những lời cầu nguyện sẽ được đáp ứng. Những cánh cửa mới và cơ hội mới sẽ mở ra. Hôm nay sẽ là một ngày lớn.
trong danh của Chúa. Amen. Thành công đang đến với bạn. Bạn sẽ trải nghiệm sự thay đổi tích cực trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúa đang nói với bạn hôm nay, tôi có kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời bạn. Kế hoạch để làm cho bạn thịnh vượng. Kế hoạch để chữa lành bạn. Kế hoạch để đưa bạn ra khỏi tình trạng căng thẳng đó. Bạn sắp bước vào tất cả những gì bạn đang chờ đợi và cầu nguyện cho. Hãy gõ Amen nếu bạn đồng ý. Nếu bạn đang đọc những dòng này, thì Magic Fly muốn nhắn nhủ rằng đừng bỏ mất hy vọng. Chúa đang dành cho bạn những điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Chúa đang phán với bạn hôm nay, tôi đã nghe lời cầu nguyện của bạn. Bạn sẽ nhận được những nguồn lực tài chính mà bạn cần. Bạn sẽ được cơ hội của đời mình. Bạn sẽ trải nghiệm sự chữa lành cho cơ thể của bạn. Bạn sẽ thấy những giấc mơ của mình trở thành sự thật. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa ban phước lành, che chở và ban cho chúng ta những điều tốt đẹp. Amen. Và Chúa đang phán với bạn hôm nay, đừng quay lại quá khứ, đó là điều mà kẻ thù muốn bạn làm. Tương lai của bạn sẽ tuyệt vời hơn quá khứ của bạn. Quá khứ chỉ là sự chuẩn bị cho tương lai của bạn. Tôi sẽ ở bên bạn. Hãy tiếp tục nỗ lực. Những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước. Hãy lặp lại với Magic Ride. Tôi sẽ không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì đưa tôi trở lại nơi mà tôi đã cầu nguyện để thoát khỏi. Chào mừng bạn đến với ngày kỳ diệu của bạn. Tôi tuyên bố sự đột phá đến với cuộc đời của bạn hôm nay. Bạn sẽ thấy một mùa thu phước lành. Hãy lặp lại với tôi và bắt đầu ngày hôm nay với tâm trạng rõ ràng, ý định trong sáng, cầu nguyện và kế hoạch. Và tôi biết Chúa đang sẵn sàng mở cánh cửa để đưa tôi vươn lên cao hơn về mặt tâm trí, tinh thần và tài chính. Trong danh Giê-xu, Amen. Không có gì mà bạn đã trải qua có thể sánh bằng những gì sắp đến với bạn. Tôi tuyên bố trong danh Giê-xu, điều tốt đẹp nhất của bạn đang đến. Chúa sẽ làm điều tuyệt vời hơn trong cuộc đời của bạn. Hãy cảm thấy khích lệ. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tôi phán cho sự che chở của Chúa cho bạn bây giờ trong danh Giê-xu. Tôi tuyên bố bạn được bảo vệ và được bảo vệ bởi các thiên thần của Chúa. Ngôi nhà của bạn an toàn và gia đình của bạn an toàn. Không có sự hại hao nào sẽ đến với bạn trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Chờ đợi đã kết thúc. Chúa sẽ đến thăm gia đình bạn đêm nay với những phép lạ và câu trả lời. Và Chúa đang phán với bạn đêm nay. Bạn đang bước vào một mùa thu liên tiếp với những phép lạ và phước lành. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa ban phước lành cho những người đang đọc điều này. Hủy bỏ mọi âm mưu, kế hoạch và âm mưu mà kẻ thù đã lập ra chống lại họ trong danh của Giê-xu. Cầu nguyện cho gia đình, sức khỏe và tài chính của họ được phước lành. Tôi tuyên bố rằng lời nguyền đã bị phá vỡ. Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện và tài chính của bạn sẽ bắt đầu tăng trưởng. Hôm nay là một ngày đột phá cho bạn. Những mất mát và trì hoãn đã bị phá vỡ bởi quyền năng của Chúa Giê-xu. Hãy mong đợi những cuộc gọi đột xuất, tin tức tốt và phước lành đến với bạn. Điều này bắt đầu NGAI bây giờ trong danh Chúa Giê-xu. Hãy đăng ký kênh này để xem thêm nhiều video hơn. Hãy chia sẻ video này với những người yêu Chúa. Cuối cùng cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.